Từ ngày 25 tháng 4, thành phố Venice bắt đầu thu phí tham quan trong ngày nhằm bảo vệ thành phố di sản thế giới UNESCO khỏi ảnh hưởng của du lịch quá mức. Theo Hội đồng Venice, trong ngày đầu tiên có 5.500 người đã đặt vé, tạo nguồn thu 27.500 euro cho ngân sách thành phố. Tuy nhiên, nhiều người dân thành phố đã lên tiếng phản đối cách làm này, cho rằng nó không hề có tác dụng làm cho thành phố dễ sống hơn như Hội đồng Nhân dân thành phố nhận định. Một chuyến đi thuyền gondola trên những con kênh êm đềm uốn lượn trong thành phố Venice đẹp như tranh vẽ là mơ ước của vô số khách du lịch nước ngoài. Việc phải mua vé tham quan thành phố trong ngày không khiến họ cảm thấy phiền hà. Những con thuyền vẫn đông đúc tấp nập như trước. Nhìn vào thành phố đông đúc những ngày như thế này, bạn sẽ thấy làm như thế cũng được. Tôi nghĩ là tôi ủng hộ. Chúng tôi từ Đức tới, chúng tôi ngập đầu trong thuế ở trong nước nên thấy cũng không có gì. Cuộc sống là thế mà, có gì đâu. Venice là một trong những điểm du lịch hàng đầu thế giới, với 3,2 triệu du khách nghỉ qua đêm tại trung tâm thành phố vào năm 2022. Lượng khách đến thành phố tham quan trong ngày cũng lên đến hàng chục nghìn người mỗi ngày, chủ yếu từ các tàu du lịch đổ bộ lên các dãy phố hẹp để đến các địa điểm như quảng trường Saint Mark và cầu Rialto. Chính quyền thành phố cho biết, mục đích của việc bán vé là để khuyến khích du khách đến vào những thời điểm khác yên tĩnh hơn, qua đó giảm bớt tình trạng quá tải mùa cao điểm. Trong giai đoạn thử nghiệm này, du khách sẽ chỉ cần mua vé nếu đến thành phố trong 29 ngày đông nhất trong năm 2024, chủ yếu là các ngày cuối tuần từ tháng 5 đến tháng 7, trong khung giờ từ 8 giờ 30 đến 16 giờ 30 hàng ngày. Tuy nhiên, về lâu dài, chính quyền thành phố có thể bán vé tham quan trong giai đoạn dài hơn. Hệ thống này rất quan trọng vì chúng tôi đang tìm cách cân bằng giữa cư dân và du khách không lưu trú. Chúng tôi muốn hạn chế số khách trong 29 ngày đông thôi và tìm một cách mới nào đó để biết trước là có bao nhiêu người sẽ đến Venice vào ngày hôm sau. Vé sẽ được phát hành dưới dạng mã QR từ một trang web. Hiện không có mức trần về số lượng vé được phân phối mỗi ngày. Mặc dù không có cửa soát vé ở các lối vào thành phố, nhưng các thanh tra viên sẽ kiểm tra ngẫu nhiên và phạt tiền từ 50 đến 300 euro đối với du khách cố tình gian lận vé. Du khách có đặt phòng qua đêm và du khách dưới 14 tuổi không phải mua vé vào tham quan thành phố, nhưng cần đăng ký trước. Cư dân, sinh viên và người lao động được miễn vé vào thành phố. Tuy nhiên, không phải người dân nào của Venice cũng ủng hộ quyết định của thành phố. Nhiều người đã xuống đường biểu tình phản đối, cho rằng tình trạng quá tải sẽ vẫn quá tải và thậm chí còn quá tải hơn vì không có hạn mức trần về lượng du khách. Chúng tôi phản đối việc thu phí này vì nó không làm được gì để ngăn tình trạng quá tải du lịch. Đấy là vấn đề thực sự của thành phố và nó gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Ngoài ra, cách quản lý này rất phức tạp và có rất nhiều ngoại lệ mà khó có thể thực hiện được, kể cả về tính pháp lý. Venice, trải rộng trên hơn 100 hòn đảo nhỏ ở phía đông bắc Italy, là thành phố duy nhất được xây dựng trên mặt nước ở giữa một đầm phá và được coi là một trong những thành phố đẹp nhất thế giới. Venice đã được đưa vào danh sách di sản thế giới UNESCO năm 1987. Gần đây, UNESCO từng cảnh báo sẽ đưa thành phố này vào danh sách di sản gặp nguy hiểm vì du lịch đại chúng và mực nước dâng cao do biến đổi khí hậu. Để khắc phục những vấn đề này, năm 2021, Venice đã cấm các tàu du lịch lớn cập bến với hàng nghìn người đổ bộ thành phố mỗi ngày và yêu cầu chuyển hướng đến một cảng công nghiệp xa hơn. Thành phố cũng đánh thuế với du khách qua đêm.